là chị may cho nó hả? Mua con gái chị mua cho nó đó, mới mua về mặt liền á. Em ở quán cà phê mà em ra em thấy nó mua nó mua mấy cái lụa đồ mua nó em nữa dưới mặt nó bướm mặt. Ở trên mạng hả? Mua trên mạng hay là tới shop mua? Mẹ chị nó mua làm cái đứa nhỏ gái mua kiểu mới được. Đó đó mua về mặt liền đó. Mẹ con quần áo nó đóng nhặt nó mua một giỏ còn nhiều đồ chị nữa đó. Nhà chị là chỗ bán gạo kia đúng không? Chiều mặc váy đi dạo phố rồi chơi với nhau thì là cán lộn với nhau thôi.